bơm mà áp bà này nô nha, thay cho 3 nít 750W. Cái nào anh? Sao? Đúng rồi. Được mà anh, tăng giảm được mà. Là cái dòng này đến tình á, mình tăng áp giảm áp được. Mặt xệ. Đập nó tự nó cầm cho nó xui. Nè, của Anano của Đức nha. Dòng này là dòng bế tình nha. Nguồn ở đây, tăng áp giảm áp ở đây. Nó có đồng hồ báo điện tử, đồng hồ cơ luôn. Giờ vô sẽ thay con bơm Panasonic. Con bơm Panasonic ở đây nè. Chỗ này đều quá. Ô, thực ra nó là lên ống xin cột tháp mà. Đây là cái bầu áp gắn thêm cho nó đỡ kêu. Dễ đấy nha, nhưng mà nó vẫn kêu nha. Làm bằng ống gas 90. Đây. Gì để mở cái đó không? Mega Moon 200W. Ôi anh ở đâu mà nghe máy bơm nó ồn? Cái quạt này, máy quạt hả? Máy quạt. Con nghĩ là ngủ ở đâu mà nghe máy bơm nó ồn? Tên tên có ổ chim quá nữa kìa. Ui tôi ngủ vào ổ chim quá. Không biết luôn đấy. Đó. Đó, chìm rồi đó đó. À. Nhà nó ngoài đây, cái nhà nó trong đây. Thằng ngang lộn. Chắc là ngang được. Thằng ngang được hả? Đạp nó nhẹ nhẹ nha, tôi chỉnh cái đấy. Đạp trong á. Được, cứ đạp đi. Ở trong thì được rồi. Cũng như cái bánh giác ra chứ có gì đâu, đang mở trong. Anh quay ngược là đường ổn như công đi anh ơi. Chứ mà còn ngồi xem. Coi coi là hồn tử, coi coi là một cái. Coi như công đi nó ngồi. Cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây là hai các con rồi nha. Nãy đây đầu téo đây. Rồi téo đây rồi ra đó. Nếu mà muốn ếm là phải mời nó nhà nhà thôi. Sự chữa không ép đâu kia. Tại vì đôi mai là giống được cấp. Thế nào vậy? Thế hả?
Rồi, được, được, được. Bỏ đi, bỏ đi. Mình được đi ta. Xong rồi, mình được đi. Xong rồi đây này. Thường cấp tàu ở dưới này, người ta ở này, xài hai cấp con. Ngày xưa xài một con Panasonic thì chỉ xài một bộ xe đó thôi. Bây giờ gắn cái con này vào thì xài trọn toàn nhà luôn, cho nên đấu lại hết. Để cắm điện ha. Nước khoáng cái bộ xe nó đi kìa. Nghĩa nghĩa có được bắn lên máy tốn đúng không? Nghĩa có được bắn lên thằng đứng nhân bắn lên máy tốn đúng không? Cầm đúng không? Cầm nhá. Rồi chạy lên lên. Ok, lên tới mà tôn. Để 2.5. Hả? Sao mà vậy? Lên hả? Rồi ba chạy mới đó. Bấm cái xịt tiếp khoản lại, bấm xịt tắt với 6 ạ. Đưa mà. Bị mất nước. Mất nước. Alo. À, có mới gọi cho em xong nó hàng khoảng 2:30 anh ơi. Chờ xíu để em chạy qua nha. 2:30. Ok ok luôn. Dạ. Nó không nó mới gọi cho em xong rồi. Ok anh, chờ nó xíu anh. Anh cứ chờ xíu để đợi nó qua coi thử nó xử lý xong. Ok anh. Ủa mà xong mất được vậy? Sao? À nó có mà rồi. Lên là nó lên. Hai bồi. Lúc nào mà nó vô thử cái thiết bị khác nó trộn từ đó nó mới đấu luôn. Quá quá là khóa tạm lại hết đi anh xem thử mấy con tắt không cái đã. Rồi nó tắt rồi nha. Tắt rồi ok. Ok rồi anh em, tắt rồi. Anh thử nước thoải mái đi. Rồi xong rồi.